Xin chào anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại với Đăng Vũ ngày hôm nay. Ở trên tay mình đây là một cái hộp của chú chuột. Ngoài là chuột ra ấy, nó còn có rất nhiều giá trị nhân văn. Nó rất thân thiện với cả môi trường. Đây là con chuột của Microsoft. Nó có tên là Ocean Plastic Mouse. Nghe cái tên đã biết rồi đúng không? Nó dùng từ nhựa đại dương anh em ạ. Còn con chuột này nó như thế nào và nhựa đại dương như thế nào thì trong video này chúng ta sẽ chia sẻ với nhau nhé. Mở hộp chú chuột thân thiện với môi trường nhất thế giới. Bắt đầu thôi. Mở hộp. Anh em nhìn thấy cái hộp này đấy. Nó được làm nhìn màu xanh của biển trông rất là hay. Ở đây thì chúng ta có dòng chữ là Ocean Plastic Mouth. Ở phía dưới thì có một dòng chữ tiếng Anh. Nó có đại loại nó ghi là chú chuột này được làm bằng 20% bằng nhựa tái chế từ nhựa đại dương em nhé. Nghĩa là Microsoft lấy từ những vật liệu nhựa ở ngoài đại dương, sau đó sẽ tái chế làm ra chú chuột này. Ở bên này thì chúng ta sẽ có hình dáng con chuột thôi. Nhưng mà hình dáng này mình nghĩ rằng khi anh em mở con chuột ra ấy, hình dáng nó sẽ khác hẳn, nó không giống với cả hình in ở đây đâu. Ở xung quanh thì cũng có một số cái dòng từ ngữ thôi. Ở đây thì cạnh này chúng ta sẽ nhìn thấy series của con chuột này. Và Microsoft có ghi chú chuột này có thời lượng pin lên đến 12 tháng. Khá đáng nể đấy. Rồi, cũng không có gì nhiều, bây giờ chúng ta mở ra nhá. Ở đây là cái bìa bọc này. Cái hộp ở đây thì được làm bằng hộp bọt giấy tái chế anh em ạ, bột giấy tái chế chứ không làm bằng giấy anh em nhá. Microsoft nghiền từ những cái giấy vụn ra, sau đó sẽ làm ra cái hộp này. Rất thân thiện với môi trường. Ở đây thì chúng ta sẽ có logo của Microsoft, còn phần đáy thì chúng ta có logo hình biển. Mở ra. Giấy tái chế thôi. Rất bảo vệ môi trường. Còn đây là nhân vật chính này. Vẫn có rất nhiều sách hướng dẫn sử dụng nhá. Đây, tờ giấy sách hướng dẫn sử dụng này. Là giấy này. Ở đây cũng có sách hướng dẫn sử dụng nữa. Bảo vệ môi trường thì tốt nhất là mở hộp ra chỉ có mỗi con chuột thôi cho nó ấy, nhiều giấy quá anh em nhỉ. Anh em thấy thế nào? Tốt nhất là tối giản đi, yêu môi trường thì yêu đến cùng đi, bỏ hết giấy đi nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả nhân vật chính, đó là chú chuột Ocean Plastic Mouse này. Anh em nhìn đấy, cảm quan chú chuột này, anh em nhìn thấy không? Nó được làm bằng vật liệu tái chế là 20% là bằng nhựa của biển. Và anh em sẽ thấy nó có màu trắng đục anh em ạ. Màu xám trắng đục và có những cái họa tiết giống bánh vụn bánh Orion ấy, trông rất là đẹp anh em ạ. Với từng con chuột khác nhau thì sẽ có những cái họa tiết hình ảnh nó khác nhau, tại vì không con chuột nào giống con chuột nào được, tại vì tất cả những cái đốm ở đây là cái vụn nhựa ở biển anh em ạ. Mỗi con chuột nó sẽ có lúc khi đúc ra thành nhựa ấy, nó sẽ có hình dáng thì giống nhưng mà có những cái họa tiết vân ở đây sẽ khác hoàn toàn. Anh em sẽ thấy rằng ở phần trên bề mặt này có hình logo của Microsoft hiện xanh này, một con cuộn cũng màu xanh nữa, tạo điểm nhấn cho sản phẩm trông rất là đẹp và cute. Ở cạnh bên này thì vẫn là logo biển. Ở mặt đáy thì chúng ta sẽ có hai cái phần để chúng ta có thể tiếp xúc và làm trơn bề mặt khi chúng ta vuốt ấy, cũng hiện cũng làm bằng màu xanh. Cậy ra. Ở đây thì Microsoft cho chúng ta một cục pin của hãng Duracell. Cục pin này nó sẽ giúp cho chúng ta thể dùng trong vòng 12 tháng một cách thoải mái, hết thì thay pin thôi. Dứt cái này ra là chúng ta có thể dùng được ngay lập tức. Và mắt đọc ở đây thì mắt đọc cũng thuộc dạng tiêu chuẩn thôi, cũng không xịn lắm đâu anh em ạ. Con chuột này thì có một số công nghệ sau. Anh em sẽ có Bluetooth 5.0 kết nối giúp chúng ta có thể không cần dây dợ cắm lằng nhằng gì cả, chỉ cần pair với nhau để chúng ta có thể hoạt động hoàn toàn tốt được. Và với công nghệ Bluetooth 5.0 ấy thì anh em sẽ có thể sử dụng con chuột này lâu như nhà sản xuất công bố 12 tháng. Tại vì Bluetooth 5.0 nó rất tiết kiệm năng lượng, ngoài ra nó còn giúp cho con chuột này có khả năng kết nối đảm bảo hơn, xa hơn. Với những gì Microsoft công bố ấy, thì con chuột này có thể sử dụng được trong vào phạm vi là 10m đấy. Còn về cảm giác cầm và nắm ở đây thì mình thấy rằng con chuột này nó phù hợp đa số form người dùng đấy, nó thuôn dài này và nó ôm lấy cả bàn tay của chúng ta như thế này, anh em nhìn này đấy, trông cũng rất rất dễ sử dụng. Toàn bộ bề mặt đây thì nó không làm bằng bóng mà nó làm bằng hơi nhám nhám một chút, không một đường nhựa thừa nào cả.
Nói chung là mình nghĩ rằng Microsoft làm cái con chuột này rất là tinh xảo. Điểm chê duy nhất của chú chuột này mình có thể đưa đến anh em, đó chính là cái tiếng click switch ở đây nó khá là to. Nếu mà Microsoft sử dụng switch silent thì mình nghĩ nó sẽ đa dạng, nó giúp cho người dùng có lựa chọn tốt hơn, nhất là những người mà làm việc trong môi trường văn phòng này, hoặc là làm việc ở nhà này, cần độ yên tĩnh nhất định, thì chú chuột này nghe kêu rất là to anh em ạ. Anh em nghe nhá, kêu to đấy. Còn con lăn cuộn đây thì cũng ở mức cơ bản thôi, cuộn đơn giản, dễ dùng, nhưng mà nó sẽ khiến anh em mất nhiều thao tác hơn, tại vì nó không có con cuộn lăn nhanh đấy. Về chú chuột plastic mouse này thì ngoài khả năng nó là một con chuột bình thường ra thì nó còn có những cái giá trị nhân văn khác, ví dụ như là nó truyền tải thông điệp đến tất cả anh em, tất cả mọi người rằng hãy bảo vệ môi trường, hãy tiết kiệm, hãy sử dụng nhựa đúng mục đích. Còn anh em thì sao? Anh em thấy chú chuột này thế nào thì bình luận phía dưới cho mình biết nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.